buộc cơ trưởng phải xin lỗi người phụ nữ nhận gạch đá của các hành khách khác. Mới đây, một đoạn clip ghi lại hình ảnh một người phụ nữ lớn tiếng quát tháo trên máy bay bằng giọng điệu chua chát và từ ngữ khó nghe. Thậm chí, người phụ nữ còn yêu cầu cơ trưởng phải xuống tận nơi để xin lỗi mình chỉ vì bản thân không nghe thông báo thay đổi cửa lên máy bay ở sân bay và phải ngồi đợi hơn 2 tiếng đồng hồ. Ngay cả khi những hành khách đi cùng cũng gặp phải trường hợp tương tự, bước đến nhỏ nhẹ nói chuyện, thì người phụ nữ vẫn không chịu yên lặng mà tiếp tục gây chuyện với những người xung quanh. Khoe khoang bản thân giàu có và đã mua hàng nghìn vé máy bay, tạo nên khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Trước đó, khi bắt đầu nghe ồn ào, vị cơ trưởng cũng đích thân đi xuống, điềm tĩnh, điểm mặt và đuổi người phụ nữ xuống máy bay. Cộng đồng mạng sau khi xem qua đoạn clip đã không khỏi bất bình trước thái độ ngang ngược và cố ý gây sự của người phụ nữ. Một số người lại cảm thấy hài hước trước cách xử sự của bà cô khi đi máy bay mà cứ ngỡ như đi xe bò những năm 80. Một số ý kiến khác được cộng đồng mạng để lại. Sợ nhất là các bố, các mẹ thiên hạ, hỏi chút là gọi chủ xuống đây xin lỗi tôi ngay, nhân phẩm có hiện lên diện mạo và trong giọng nói luôn mà. Quân nhân bị phát hiện mang đạn còn nguyên hạt nổ lên máy bay. Cục Hàng không Việt Nam vừa báo cáo Bộ Giao thông Vận tải các vụ việc vận chuyển hàng cấm qua đường hàng không trong tháng 8. Hạt nổ hay hạt lửa là bộ phận gắn ở đầu vỏ đạn với chức năng kích hoạt lượng thuốc súng gây nổ viên đạn. Một viên đạn với hạt nổ còn nguyên có nguy cơ sát thương cao, trong khi hạt nổ bị đập lõm bởi kim hỏa cho thấy viên đạn đã qua sử dụng. Cụ thể, ngày 13 tháng 8, nhân viên soi chiếu hành lý tại sân bay Phú Quốc phát hiện hai viên đạn còn nguyên hạt nổ trong hành lý xách tay của hành khách Quy, quân nhân 41 tuổi trú tại Cà Mau. Hành khách này dự kiến lên chuyến bay từ Phú Quốc đi thành phố Hồ Chí Minh vào tối cùng ngày. Tại thời điểm kiểm tra, hành khách Quy không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến hai viên đạn nêu trên. An ninh sân bay Phú Quốc đã lập biên bản vi phạm. Cảng vụ hàng không miền Nam bàn giao người và tang vật cho công an xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc để giải quyết. Trước đó, ngày 7 tháng 8, nhân viên an ninh soi chiếu sân bay Phú Quốc phát hiện một dụng cụ bắn đạn tự chế, gồm một ống trụ bằng kim loại dài 10cm, một thanh kim loại 8cm, một vật thể kim loại hình viên đạn, phần đuôi còn nguyên hạt nổ. Số vật phẩm này được phát hiện trong kiện hành lý xách tay của hành khách T, 38 tuổi, trú tại Kiên Giang, đi trên chuyến bay từ Phú Quốc đến thành phố Hồ Chí Minh. An ninh sân bay đã lập biên bản vi phạm và bàn giao người, tang vật cho công an xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc. Phát hiện thi thể người đàn ông dưới kênh, bên cạnh là chiếc xe máy. Sáng ngày 21 tháng 8, Công an huyện Cần Đước, tỉnh Long An cho biết đang phối hợp với các cơ quan nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm một thi thể là nam giới, phát hiện nằm chết dưới kênh, bên cạnh có chiếc xe máy. Cụ thể vào khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, người dân lưu thông trên đường 19 tháng 5 thuộc ấp 2, xã Phước Đông, huyện Cần Đước, phát hiện một chiếc xe máy nằm ở mép bờ kênh. Qua kiểm tra, mò tìm phát hiện thi thể một người đàn ông dưới nước. Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Cần Đước phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi. Theo thông tin ban đầu, qua xác định dấu vết tại hiện trường, có thể là do nạn nhân điều khiển xe lưu thông trên đường rồi mất lái lao xuống kênh và tử vong. Vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Cần Đước đang xác minh, điều tra làm rõ, đồng thời đưa thi thể nạn nhân lên bờ và tiến hành xác minh danh tính. Nạn nhân viết đơn minh oan, đề nghị vinh danh cán bộ xã quên thân cứu người. Giữa tháng 8, báo chí nhận được đơn của chị Đỗ Thị Quỳnh Mai, quận Cầu Giấy, Hà Nội về việc chị kiến nghị Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho anh Phạm Hoàng Trương, Phú Thọ vì hành động cứu người trong tình huống cấp bách. Theo nội dung đơn, dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, chị Mai, anh Trương cùng đoàn Phật tử tại Hà Nội tham gia chuyến tham quan kết hợp việc phát tâm thiện nguyện. Hành trình kết thúc chiều ngày 3 tháng 5 trên đường đến đoạn qua đập nhà đường khu vực chùa Hương Tích, Hà Tĩnh. Thuyền bị mắc cạn, một số người trong đoàn xuống nước để cùng hợp sức đẩy thuyền. Sau khi thuyền được đẩy ra khỏi chỗ mắc cạn, mọi người lần lượt được kéo lên thuyền. Anh Trương lúc đó đã treo được lên thuyền, nhưng khi nhìn thấy 2-3 người bị sảy chân chới với ở khu vực nước sâu, anh không do dự, lao ngược xuống nước và bơi ra ứng cứu. Trong lúc cứu người, anh Trương bị nước cuốn đi. Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể anh vào sáng ngày 4 tháng 5. Chị Mai là một trong những người được anh Trương bơi ra cứu, đưa lên thuyền an toàn. Chị Mai cho biết, báo dẫn lời đại diện chính quyền địa phương nói, đoàn khách vì nô đùa dưới cồn cát, bất chấp nguy hiểm nên mới gặp nạn, chứ không hề nhắc chuyện mọi người xuống đẩy giúp thuyền khỏi mắc cạn. Nhiều ngày sau đó, chị Mai bị khủng hoảng tâm lý, không dám lên mạng xã hội vì sợ đọc được những lời công kích, thông tin sai sự thật. Video thể hiện rõ việc mọi người hô hào, cái Mai, cái Na còn ở dưới kia, cậu ấy mới nhảy xuống cứu. Và nếu không có video đó, thì liệu ai giải được nỗi oan này cho Trương đây? Chị Mai bức xúc. Cũng theo chị Mai,
Gia đình anh Trương đã liên hệ với cơ quan chức năng và một số tờ báo để gỡ bỏ thông tin sai sự thật. Bộ Giao thông Vận tải lý giải việc bỏ quyền dừng xe của thanh tra đường bộ. Sau khi có ý kiến thẩm tra của Bộ Tư pháp, Bộ Giao thông Vận tải vừa tiến hành giải trình, làm rõ và hoàn thiện dự thảo hồ sơ dự án luật đường bộ, tách từ luật giao thông đường bộ. Trong đó, cơ quan soạn thảo cho biết dự luật chỉ còn lại những quy định mang tính tỉnh như kết cấu hạ tầng, kinh tế kỹ thuật. Đi thẳng vào nội dung dự luật, Bộ Giao thông Vận tải lý giải và làm rõ hơn một số nội dung đã đề xuất. Chẳng hạn như việc bỏ quy định cho phép thanh tra giao thông dừng xe, cơ quan soạn thảo cho rằng mục đích để tránh trùng lập với chức năng, nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ. Bên cạnh việc bớt quyền trên, Bộ Giao thông Vận tải cho biết đã bổ sung thêm quyền cho thanh tra đường bộ. Theo đó, lực lượng này có nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm việc thực hiện các quy định của pháp luật về kết cấu hạ tầng đường bộ, vận tải đường bộ tại đơn vị vận tải, bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, hệ thống kiểm soát trọng tải xe, dịch vụ hỗ trợ vận tải. Thanh tra đường bộ cũng thực hiện quyền thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới theo quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Cơn bão 84 năm có một gây lũ quét dữ dội cuốn trôi ô tô đường xá. Cơn bão 84 năm có một mang tên Hilary gây lũ quét dữ dội ở Los Angeles, California, Mỹ hôm 20 tháng 8 sau khi quét bán đảo Baja California của Mexico với sức mạnh chết người. Reuters đưa tin ít nhất một người thiệt mạng ở Mexico trong bối cảnh có lũ quét ở bán đảo cuốn trôi đường xá. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy dòng nước dữ dội tràn xuống các đường phố của thành phố vốn đã bị biến thành sông. Thống đốc bang California của Mỹ, ông Gavin Newsom, đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với phần lớn Nam California, cảnh báo lũ quét có hiệu lực cho đến ít nhất 3 giờ sáng, 10 giờ GMT, ngày 21 tháng 8, ở khu vực vốn quen với hạn hán hơn. Các nhà dự báo thời tiết cho biết, các khu vực núi và sa mạc có thể có lượng mưa từ 120mm đến 250mm, bằng lượng mưa mà các sa mạc thường thấy trong một năm. Cơn bão khiến người dân ở thị trấn Rancho Mira gần đó choáng váng, nơi nước và các mảnh vụn tràn qua những con đường khiến ít nhất một chiếc xe bán tải bị mắc kẹt trong nước. Tôi chưa bao giờ thấy cảnh tượng tương tự như thế này, Jean Julian, 54 tuổi, ở Rancho Mira nói. Theo bản tin dự báo bão, vào hồi 3 giờ GMT ngày 21 tháng 8, bão Hilary cách San Diego 170 km về phía Tây Bắc với sức gió 75 km/h, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc. Trước đó, ngày 20 tháng 8, bão Hilary đã đổ bộ vào phía Bắc bán đảo Baja, California của Mexico, nơi gần 1.900 người đã được sơ tán đến nơi trú ẩn. Lắp camera trong phòng ngủ, cô gái sốc nặng vì hành vi biến thái của chủ nhà trọ. Sự việc xảy ra vào ngày 17 tháng 5, một cô gái người Malaysia đã vô cùng kinh hoàng khi nhìn thấy những hình ảnh từ chiếc camera trong phòng ngủ mà cô vừa kích hoạt. Theo hồ sơ của cảnh sát, tháng 6 năm 2022, nạn nhân tên là Lưu đã cùng bạn trai thuê một phòng ở tầng 3 của ngôi nhà ở Singapore sống cùng nhau. Gần đây cô quyết định lắp camera trong phòng ngủ của mình sau khi nghe nói rằng chủ nhà của cô thường đưa các khách thuê vào phòng của cô xem khi không có ai ở đó. Vào lúc 14 giờ 30 ngày 17 tháng 5, cô gái nhận được cảnh báo từ phần mềm cài đặt camera trên điện thoại rằng có ai đó đã vào phòng cô nên vội bật camera lên xem. Ngay lập tức Lưu đã vô cùng sốc khi thấy một người đàn ông trong tình trạng không mảnh vải che thân đứng trong phòng ngủ của Lưu. Lưu nhanh chóng nhận ra kẻ đột nhập chính là ông chủ nhà trọ của mình. Điều khủng khiếp không dừng lại ở đó. Tiếp tục theo dõi camera, Lưu phát hiện người đàn ông bắt đầu mở tủ, lục lọi lấy đồ lót của Lưu rồi có những hành động cực kỳ biến thái. Xong xuôi, gã chủ nhà đặt chiếc quần lót của cô gái trở lại vị trí ban đầu và nhanh chóng ra khỏi nhà như không có chuyện gì xảy ra. Nhanh chóng sau đó, Lưu đã thông báo cho bạn trai. Ngay trong ngày, hai người tới đồn cảnh sát trình báo. Lưu và bạn trai nhanh chóng chuyển ra khỏi căn hộ đến nơi khác. Cặp vợ chồng chủ nhà không hề xin lỗi và từ chối hoàn trả tiền thuê nhà hàng tháng, cũng như tiền đặt cọc $1,900 cho họ. Hiện tại cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ những vấn đề liên quan. Nghi phạm nhập viện cấp cứu, hôn mê sau 2 ngày bị tạm giữ. Ngày 21 tháng 8, ông Trần Văn Trích, 61 tuổi, trú huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng cho biết, gia đình đã có đơn gửi Viện Kiểm sát Nhân dân và Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hải Phòng, đề nghị làm rõ việc con trai ông là Trần Đức Trình, 37 tuổi, phải nhập viện cấp cứu với nhiều thương tích sau 2 ngày bị công an quận Đồ Sơn tạm giữ.
Trước đó, khoảng 19 giờ tối ngày 15 tháng 8, ông Trích và người thân đang ở nhà thì bí thư thôn 6, xã Tú Sơn và đại diện công an xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy cùng công an quận Đồ Sơn dẫn giải trình về nhà trong tình trạng bị còng tay. Thời điểm này, con tôi vẫn khỏe mạnh bình thường dù tay bị còng. Sau khi hoàn thành thủ tục thu giữ một chiếc điện thoại, công an tiếp tục đưa con tôi đi, ông Trích cho hay. Đến ngày 17 tháng 8, ông Trích nhận được điện thoại của người thân báo tin Trình bị tai biến nhẹ và đã được công an quận đưa vào Bệnh viện Đa khoa Kiến An, thành phố Hải Phòng cấp cứu. Chỉ sau 2 ngày bị tạm giữ, con tôi từ một người khỏe mạnh rơi vào tình trạng hôn mê, mặt mũi bầm dập, tím tái. Bác sĩ chẩn đoán, ngoài việc bị tụ máu não, chấn thương vùng mặt, còn bị gãy ba xương sườn bên trái, ông Trích nói. Do tình trạng bệnh của Trình chuyển nặng, nên gia đình đã chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội phẫu thuật. Đến thời điểm hiện tại, bệnh nhân vẫn đang hôn mê. Bác sĩ thông tin cho gia đình người bệnh trường hợp phẫu thuật thành công, nguy cơ bệnh nhân bị liệt vẫn rất lớn. Một lãnh đạo công an quận Đồ Sơn cho biết, Trần Đức Trình là nghi phạm bị tạm giữ để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Đồng thời khẳng định không có chuyện hành hung trong quá trình tạm giữ và cho rằng nghi phạm có nhiều bệnh lý, tự phát bệnh nên phải nhập viện. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hải Phòng cho biết đã tiếp nhận nội dung trình báo liên quan sự việc, hiện đang cho xác minh. Các đại lý xe hơi tại Mỹ nói gì trước cơ hội bắt tay với VinFast? VinFast, với khoảng gần 3.000 xe, đã đặt chân tới khu vực Bắc Mỹ từ cuối năm 2022, cho biết họ đang có những điều chỉnh đối với mô hình phân phối cũ, vốn dựa trên cách tiếp cận trực tiếp khách hàng mà Tesla áp dụng. Giờ đây, VinFast muốn bán xe thông qua các đại lý trung gian. Một số đơn vị phân phối được liên hệ bởi Reuters tỏ ra khá cởi mở về ý tưởng mới này. Tuy nhiên, điều họ cần là những thông tin chi tiết về phương thức bán hàng mới của hãng xe Việt. Trong đó, bao gồm chiến lược phát triển, kế hoạch phân phối linh kiện, chế độ bảo hành và yêu cầu, cũng như ưu đãi đối với đại lý. Có còn chỗ cho các hãng xe mới hay không? Tất nhiên là có, nhưng còn quá sớm để nói trước bất cứ điều gì. George Glassman, chủ tịch Glassman Automotive Group, đơn vị phân phối 5 thương hiệu xe hơi tại Detroit, chia sẻ với Reuters. Đầu tiên, bạn cần tính tới là tương lai của chính hãng xe điện đó, liệu họ còn tồn tại trong 5 năm tới hay không? Đó là mối quan tâm lớn nhất. Andrew DeFio, quản lý đại lý bán hàng của Hyundai tại bang Florida, chia sẻ. Một số đại lý khác cho biết VinFast còn mang lại cho họ biên lợi nhuận tốt nhằm bù đắp những rủi ro họ có thể phải đối mặt. Quan trọng nhất, hãng xe cần cung cấp điều khoản bảo hành hấp dẫn nhằm thuyết phục khách hàng mua xe của họ. Nga truy lùng kho tên lửa phương Tây ở Ukraine. Những vũ khí do phương Tây cung cấp, trong đó có tên lửa Storm Shadow của Anh, Scalp của Pháp, đã hỗ trợ đáng kể chiến dịch phản công hơn 2 tháng qua của Ukraine. Tuy nhiên, chiến dịch của họ cần nhiều hơn thế, trong bối cảnh Nga dường như không che giấu mục tiêu phá hủy hoàn toàn kho tên lửa tầm xa mà phương Tây cấp cho Kiev. Tuần qua, Nga đã phóng hàng chục tên lửa vào miền Tây Ukraine trong đợt tập kích được cho là lớn nhất từ trước đến nay. Theo giới chức Ukraine, chỉ riêng trong ngày 15 tháng 8, Moscow đã bắn tới 28 tên lửa hành trình nhắm vào các căn cứ không quân, đường băng và các cơ sở đào tạo phi công của Ukraine, cách tiền tuyến tới 1.000 km. Ukraine tuyên bố đánh chặn thành công 16 tên lửa trong số đó. Theo nguồn thạo tin, Kiev và các đồng minh cho rằng những cuộc tập kích này của Nga nhằm phá hủy các đường băng quân sự, phi đội máy bay ném bom của Ukraine vốn được sử dụng để phóng tên lửa Storm Shadow và Scalp. Nguồn tin cũng cho biết thêm, để tránh rủi ro khi bị tấn công, Ukraine đang chạy đua với thời gian để di tản kho vũ khí quan trọng và phi công tới khu vực an toàn. Phát ngôn viên không quân Ukraine Yuri Unat cho biết, với những gì mà phi công Ukraine có thể gây ra với lực lượng Nga, không có gì ngạc nhiên khi họ phải cố gắng phá hủy không quân của chúng tôi. Tuy nhiên, quân đội Ukraine khẳng định họ chỉ sử dụng tên lửa trong biên giới quốc gia nhằm vào các kho vũ khí, sở chỉ huy và điểm hậu cần của Nga tại các vùng lãnh thổ Moscow kiểm soát. Bản tin xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.